Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món canh rau ngót Nhật thịt băm nhé. Để làm món canh rau ngót Nhật thịt băm thì các bạn chuẩn bị cho mình. Đây các bạn, đây là rau ngót Nhật nhé. Các bạn có thể mua ngoài chợ hoặc là mình trồng nhé. Cái này thì trồng rất đơn giản, các bạn chỉ cần mua cành như này về, các bạn dâm xuống đất là nó lên rất nhanh nhé. Nhưng nó ưa ẩm các bạn ạ, các bạn trồng những nơi càng ẩm thì nó càng lên càng nhanh và non như này. Đây là vườn nhà mình trồng, nó ẩm một chút, thỉnh thoảng mình tưới nước nên là không cần phân gì cả, nó cũng tốt và non ngon như thế này, các bạn ăn không hết luôn. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhặt nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một củ tỏi, một ít hành lá nhé, để mình lấy phần hành cẳng dưới, không có thì các bạn có thể dùng hành thơm nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một ít thịt nữa. Trước tiên thì mình sẽ đi nhặt phần rau đã các bạn ạ. Đây, đi rau mình ra như thế này nhé. Thì các bạn có thể dùng kéo hoặc là mình sẽ nhặt cho vào chậu này, sau đó mình đem đi rửa nhé. Để mình lấy phần lá non thôi, phần lá già các bạn bỏ đi. Thế sau khi mình nhặt xong rồi nhé, thì bây giờ các bạn đem đi rửa sạch cho mình. Thế các bạn mình để rau cho nó róc nước nhé. Và trong lúc chờ đợi rau róc nước thì mình sẽ thái phần hành tỏi. Phần rau này các bạn cũng có thể thái bớt đi cho mình nhé. Các bạn thái qua cái phần rau ngót này cho mình, vì mình không vò cũng không gì cả, cái lá nó mỏng này đây này. Các bạn không thích thái thì mình có thể dùng cả lá nhé. Nhưng theo mình thì thái này thì ăn sẽ ngon hơn. Rồi, các nguyên liệu đã xong rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp để mình nấu. Các bạn cho mình nồi lên bếp nhé, mình cho dầu ăn vào, chút dầu ăn vào. Và các bạn cho mình phần hành và tỏi, mình phi thơm lên nhé. Và mình sẽ cho phần thịt vào.
bạn cho mình khoảng 1 thìa muối nhé, vì mình nấu canh cho nên là cho nhiều muối một chút, sau đó để mình cho nước vàng vừa. Hạt lên các bạn cho mình là 1 thìa hạt lên. Còn khi thịt đã chín rồi thì các bạn sẽ cho mình 1 bát nước. Với lượng nước để mình nấu canh vừa đủ cho gia đình nhà mình ăn các bạn nhé. Để các bạn đẩy vung lại cho mình. Đây các bạn, khi nồi nước nó sôi này rồi các bạn nhé, các bạn sẽ cho rau vào cho mình. Đấy, sôi lên các bạn cho rau vào nhé. Rất đơn giản là mình đã có 1 bát canh cho gia đình nhà mình ăn rồi. Bạn nào mà ăn được cay thì các bạn có thể cho tiêu, cho ớt tùy theo nhé. Nhưng mình có con nhỏ thì các con không thích ăn cay thì mình sẽ không cho cay gì cả. Mình chỉ nấu bình thường như thế này thôi. Các bạn nêm nếm cho mình xem gia vị đã vừa chưa nhé. Và mình nấu độ vài phút để cho cái rau ngót này nó nhừ ra. Và các bạn không nên đậy vung nhé. Mình mà đậy vung thì là rau ngót nó sẽ bị vàng, sẽ không ngon. Khi nấu thì chúng ta cho rau vào rồi thì nên mở vung nhé. Và không bị lồng. Bạn nấu cho mình từ 3 đến 5 phút để cho cái rau nó nhừ nhé. Thế các bạn, bây giờ mình nêm nếm xem đã vừa với khẩu vị gia đình nhà mình chưa nhé. Rất ngon các bạn ạ, nhưng mình phải cho thêm một chút mắm nữa. Vì canh thường cho một chút mắm sợ là nó sẽ thơm hơn. Rồi bây giờ các bạn là tắt bếp cho mình. Đây mình chuẩn bị một cái tô nhé, và bây giờ mình sẽ múc canh ra là có thể dùng cho bữa luôn các bạn ạ. Vì món canh này thì kể cả người lớn lẫn trẻ con đều rất thích ăn các bạn. Vừa mềm vừa dễ ăn mà lại ngon. Khi chúng ta nấu với thịt như này nó rất ngọt rồi. Bạn nào mà thích ăn ngọt nữa thì các bạn có thể cho 1 thìa bột ngọt nhé. Với bát canh như thế này là đủ với gia đình nhà mình ăn rồi. Nguyên liệu của mình gồm 1 nắm rau ngót khoảng độ 300g các bạn ạ, với 50g thịt, 1 củ hành thơm, hoặc là các bạn cho mình 2 cây hành lá nhé, cẳng hành lá và 1 củ tỏi, 1 thìa bột hạt lêm, 1 thìa muối, và chúng ta cho 1 thìa dầu ăn và 1 thìa mắm nữa là mình đã có bát canh ngon như thế này nhé. Rất ngon. Các bạn thích hãy làm món này cho gia đình nhà mình ăn nhé. Với cơm rất đơn giản. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.